Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Kiến thức máy tính 24 giờ. Việc sử dụng laptop không đúng cách nó sẽ xảy ra những trường hợp như chập trái main, chạm nguồn, trái adapter vân vân. Thì sau đây là ba cách mình hướng dẫn các bạn để khắc phục những cái lỗi đó nha các bạn. Đầu tiên là các bạn khi cắm sạc adapter cắm vào điện đó, bạn cắm theo thứ tự nha, cắm vào 220 trước nha các bạn. Sau đó cái đầu nguồn đó bạn cắm vào trong cái laptop nha, nhớ theo thứ tự nha, cắm cái chui điện 220 trước, tiếp theo là cắm cái đầu nguồn vào trong cái laptop, đó mới là đúng nha các bạn. Bạn không nên cắm cái chui sạc vào trong laptop sau đó mới cắm cái nguồn 220 vào adapter nha, nó sẽ gây nổ chập điện nha các bạn, dễ bị cháy ngay chỗ cái vị trí tiếp xúc giữa cái đầu nguồn với cái laptop á, chú ý nha. Đó, ngay vị trí này nè, nó dễ bị chập cháy nha, nếu bạn cắm không đúng cái thứ tự đó, nó bị sốc điện nha các bạn. Cái vấn đề thứ hai là khi các bạn sử dụng máy tính á, các bạn không tắt mà các bạn gấp máy tính lại, các bạn bỏ trong cốp xe hoặc là di chuyển từ nơi này sang nơi khác nha, rất là nguy hiểm nha các bạn. Khi các bạn không sử dụng gấp xuống á, thực tế là máy nó vẫn còn đang chạy, các linh kiện nó vẫn còn cái dòng điện đi qua nha các bạn. Các bạn xê dịch hoặc các bạn rung lắc á, nó dễ bị chập cháy, hư main, hư nguồn. Chú ý nha các bạn, tắt hẳn rồi hả di chuyển nè. Rồi cái vấn đề thứ ba là khi mình sử dụng xong laptop á, thì khi mà không sạc pin, không có nhu cầu sạc pin hay gì đó, các bạn rút ra cái nguồn điện 220 ra khỏi ổ điện nha, không cắm mà ngâm sạc đó nha các bạn, nó dễ bị hư cái cục sạc, nó dễ bị giảm tuổi thọ nha, nó nóng adapter đó, dễ bị hư nha các bạn. Chú ý nha, khi chúng ta không xài, chúng ta qua đêm á, chúng ta đi ngủ á, thì chúng ta rút điện ra để cho cái adapter này nó được giải phóng nha, nó được mát nha các bạn. Ok, đó là những cách mà mình hướng dẫn các bạn, hy vọng có thể giúp ích được tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.